Như trước đó chúng tôi có thông tin về việc Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử 94 bị cáo trong vụ náo loạn một khu vực ở phường An Lạc A, quận Bình Tân cách đây 3 năm. Các đối tượng giác vũ khí tấn công nhau, gây thương tích cho những người dân dù không quen biết. Và để tiện bề cho cuộc thanh trừng, những người này còn rủ nhau mặc áo màu cam cho dễ dàng phân biệt phe ta, phe địch. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của người khác và làm mất trật tự an toàn xã hội. Và hôm nay, tất cả phải cúi đầu lãnh án. Sau nhiều ngày xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm 94 bị cáo trong vụ náo loạn một khu vực phường An Lạc A, quận Bình Tân hồi năm 2020. Một số bị cáo trong vụ án phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Hội đồng xét xử xác định trong vụ án này, Mai Nguyễn Xuân Thành, 27 tuổi, là đối tượng cầm đầu. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Thành 10 năm tù về 3 tội danh, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Dương Đại Trí 11 năm 6 tháng tù cùng 3 tội danh này. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thể hiện khi Hồ Chí Linh thấy một nhóm phụ nữ cãi nhau nên dừng lại xem. Bất ngờ, đối tượng bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đuổi đánh. Hai bên sau đó lên mạng xã hội hẹn nhau để giải quyết. Thành tập hợp lực lượng và chuẩn bị hung khí cùng đồng phục áo màu cam để tránh đánh nhầm đồng đội. Các đối tượng kéo đến gây náo loạn quán ốc trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân. Lúc này anh Lâm Thành Long là bị hại đang ngồi nghe điện thoại trong quán ăn. Thành nghĩ anh Long quay phim nên hô to cho đồng bọn lao vào tấn công nạn nhân, gây thương tích 35% và đập nhiều tài sản trong quán.